À, chào 500 anh em, hôm nay mình làm cái video giới thiệu đến anh em một bộ micro rất là mới. Bộ micro có tên là HZ-K700. Bộ micro này có một cái sự tiện lợi không hề nhỏ, nó mang lại lợi ích cho những anh em sử dụng. Cụ thể nó là trọng lượng nó rất là nhẹ, hai anten nhưng mà sóng cũng rất là tốt trong khu vực đông người. Mình đã test rất là ok, rất là kỹ. Cái phụ kiện của nó là gồm đây là cái đầu thu nó có ba sản phẩm rồi kèm theo ba cái bộ phát. Cái này là cái mic để bàn hai cái, bộ này là bộ đôi. Cái này tháo ra được, chúng ta có thể tháo rờ ra để bỏ tráp âm thanh để chúng ta mang đi. Cái này là cái tay mic, anh em làm ca hát, chương trình văn nghệ hoặc là tiệc cưới. Cái này là cái bộ đeo để chúng ta trợ giảng hay là giảng bài những cái chương trình mà MC hoặc là người chương trình cần hoạt động cả hai tay, hoặc là dành cho các em nhạc công chúng mình là vừa đàn vừa hát cho vui. Cái này thì nó không chuyên lắm, bộ này thì nó cái mic này thì nó nhỏ nên thành chúng ta sẽ đắp rất là kỹ, chúng ta hát được bình thường, chúng ta nói. Rồi bây giờ mình mở cái đầu để on cái đầu thu lên, rất là tiện lợi, nhấn một cái thôi là nó mở thôi. Bộ này là hai anten nha anh em. Bây giờ trên này là nó có kênh A và kênh B. Cái này là con mắt để nhận sóng, để đồng bộ giữa bộ thu và bộ phát rất là nhanh. Còn nó có ba nút, nút dưới cùng là nút lockdown, cái này là nút khóa, cái này là chúng ta khóa chương trình không cho nó chạy sóng nữa. Cái nút giữa là nút đồng bộ, gọi đồng bộ sóng giữa cái bộ phát bộ thu. Cái nút trên là nút scan và nút kết thúc đồng bộ. Bây giờ chúng ta chọn lại cái nút scan này, nó còn một cái tác dụng quan trọng nữa là nó sẽ quét để chọn cái tần số ngẫu nhiên trong khu vực cái bộ phát này đang hoạt động, chọn cái tần số nào mà sạch nhất, không có nhiễu. Ví dụ chúng ta đang ở trong khu vực này là khu vực nhiễu sóng đi, chúng ta làm có nhiều bộ micro, ví dụ như là rất nhiều micro hoặc là gần cái trạm phát sóng gì đó, nó bị nhiễu những cái tín hiệu không mong muốn, chúng ta nhấn scan úp, đó là con đồng hồ này nó chạy nè, cái bàn tần nó chạy, nó sẽ chọn ra một cái tần số tốt nhất. Tần số tốt nhất không bị nhiễu, rồi khi nó dừng lại là tần số bên A là tần số là 061, là tương ứng với 631 MHz. Rồi qua bên B cũng vậy, chúng ta cho nó quét scan để nó tìm cái tần số tốt trong khu vực của mình đang sử dụng nó. Nó ngẫu nhiên, rồi kênh B nó dừng lại ở tần số là ở băng 85, tương ứng với tần số 674.4 MHz. Rồi chúng ta sẽ mở thiết bị nhà phát. Đầu tiên là cái tay mic. Tay mic nhìn rất là chuyên nghiệp, rất là đẹp các bạn. Tay mic thì nó pin bỏ bên trong rồi nó cũng tháo ra bỏ như bình thường, rất là nhanh. Ở trong này thì nó cái tiện lợi là mic đây nó dùng đèn nhận sóng bên ngoài rồi. Đây là cái đèn nhận sóng để đồng bộ này. Chúng ta on lên. Rồi, giờ đồng bộ rất là nhanh. Anh em để cái đèn này đối diện với cái đèn này cách 40cm đổ lại, chúng ta để tầm này cũng được. Đó. Và nhấn cái nút giữa một lần để cho cái đèn này nó sáng lên. Đèn này nó sáng lên. Đó. Rồi sau đó chúng ta nhấn cái nút trên. Đấy, thì bây giờ là cái đèn này, nhìn cái đèn này nè. Ok, nhấp nháy. Micro tay micro tay phát đã được đồng bộ với kênh A của bộ phát. Tương tự như thế, chúng ta muốn chuyển đi, hoặc là ví dụ như đây là một cái tay micro 2, chúng ta chuyển sang kênh B cũng như thế, rất là nhanh. Chúng ta chỉ cần để cái hướng cái đèn nhận sóng này vào cách 40cm đổ lại với cái đèn của cái mắt, con mắt của cái đầu thu, chúng ta nhấn cái nút giữa, đèn nó sáng lên và đèn này nó cũng sáng lên.
đồng thời chúng ta nhấn cái nút trên nó sẽ chuyển tần số rất là nhanh. Quay nghiêng sang bên đây xíu để thấy cái đèn này sáng lên. Đây chúng ta để ở đây, bây giờ chúng ta chuyển ở đây qua bên B, nhấn cái này, nhấn nút giữa đó, đèn sáng lên đúng không, nhấn nút trên, chuẩn bị qua bên B này đó, qua bên B rất là nhanh. Bây giờ chuyển sang bên A lại, quay cả hai bên luôn, quay nhanh nhìn thấy đầu thu và cái tay mít. Qua bên A lại chúng ta để ở đây tầm tay xa, không cần phải gần đâu, 40cm đổ lại, nhấn nút giữa rồi đèn sáng lên, nhấn nút trên rồi qua bên A lại. Đó, đó là cách đồng bộ, cách chúng ta đồng bộ giữa tay mít và đầu thu. Tay mít này hát tiếng rất là sạch, rất là chắc các em nhé. Em cho các em chú ý nhé, khi chúng ta làm ca nhạc hoặc là chương trình văn nghệ bất kỳ cái gì, các em đều có thể dùng cái tay mít này để làm chương trình rất là tốt. Vì chúng ta tắt cái tay mít đi. À, chúng ta dùng cái tới cái bộ phát để bàn, bộ phát biểu. Ok, chúng ta mở cái bộ phát biểu này lên. Bộ này là chúng ta có thể tháo rời được nè, anh em có thể tháo rời ra rồi. Ta mở lên rồi chúng ta tiến hành đồng bộ, đồng bộ với kênh B. Kênh nào cũng được, em chọn kênh B, ta để tầm này. Đồng bộ với kênh B rất là nhanh. Khi này cái mic phát biểu này, tại vì cái tầm thu nó rất là rộng, rất là xa. Này cái gain nó lớn, để linh mục dành cho sâu chương trình văn nghệ, văn nghệ hoặc là các cái show anh em mà làm có đại biểu, có cán bộ người ta phát biểu á, dùng cái này rất là tốt, nhanh gọn. Anh em đang hát cái tay mic xong hết chương trình văn nghệ là rồi, mọi người lên tắt cái tay mic đi, rồi 3 trong 1, tiện lợi nhanh gọn, chuyển sóng qua lại rất là nhanh. Bây giờ muốn qua A hả? Ok, muốn qua A đây, cho mày qua A. Rồi, qua A nè mà nó cứ giờ là qua A đó. Nhanh nha, rất là nhanh. Ok, giờ ta tắt đi. Rồi, bây giờ dùng cái này là cái bộ đeo tai. Bộ đeo tai, đây là cách chúng ta đeo lên. Đeo vào. Đây là cái đầu phát sóng. Là cái này là dắt vào cái thắt lưng. Cái này là anten, cái này là nút mở nguồn và volume, đây là cái đèn nhận cái mắt nhận với cái đầu để chúng ta đồng bộ. Rồi chúng ta mở lên, mở lên nha. Khi này nó chưa có nhận được bên nào hết, chúng ta cho nó nhận một bên, cho nhận bên B, ta để tầm này cũng được. Nhấn cái đèn nhấn ở giữa rồi. Ok, rồi nhận được bên B. Cái này dành cho các cái chương trình mà có người ta thuyết trình hoặc là thao giảng gì đó, người ta cần sử dụng động tác cả hai tay, không cầm được micro, tiện lợi hơn cho anh em dùng cái này. Hoặc là dành cho những anh em nhạc công đam mê ca hát, ta có thể vừa đàn vừa hát mà không phụ thuộc đồng, chúng ta có thể thoải mái siêu. Chúng ta làm được việc khác và chúng ta nhìn mắt mắt chúng ta có thể thể hiện tình cảm, không nên đơ quỷ đơ như là để cái rô lên đi cái chân đàn ra như thế này hoặc là như thế này. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Mình xin nhắc lại một lần là cái rô này là rất là tiện lợi, còn nhẹ, 3 trong 1. Các anh em dùng đi làm show với nghệ rồi dành cho các cái trường học hội diễn có phát biểu vừa hát vừa nói rất là tiện lợi. Xong cái chương trình này là tắt cái micro này đi, cái là mở cái này lên là rồi có phát biểu liền. Được, có phát biểu có nói liền. Nói xong cái này nếu muốn hát nữa. Rồi tắt cái này. Mở cái này lên. Rồi có hát.
hát liền 1 2 3 4 5 6 7 có hát liền. Hát xong rồi các em muốn nói gì, điều hành muốn điều hành thêm một cái gì trong chương trình mới này và tiếp tục cái điều hành. Rồi hôm nay mình chia sẻ đến đây bộ micro này tên của nó là hát nhất K700 hàng Trung Quốc. Xin thân chào 500 anh em, chúc các anh em sức khỏe, chào tạm biệt.